thứ rồi, cái mũi trên nó đụng ở phía trên này các bạn. Đó luôn rồi, ghê chưa, hết hồn nước nó đạp rồi các bạn ơi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục lại cái cây cầu mà ngày nào mình cũng quay xà lan cho các bạn xem. Chắc mai mốt cắt cái nhà ở đây luôn quá. Đây thì trên hình nhỏ các bạn mấy anh em thì có một chiếc công ty cổ phần, tổng công ty cổ phần tàu Cần Thơ ha. Đây, giờ đang vô cua nè, coi chiếc này nó đi như thế nào nha các bạn. Mình thấy nó cứ thả trôi vậy ta, không biết có vô được không đây ha. Ây da, cái này hơi căng nha các bạn. Anh tài công anh đang thả trôi kiểu gì vậy trời. Ha, hơi kỳ kỳ nha. Ây, cái mũi nó hướng hướng bên kia rồi kìa các bạn. Cái mũi nó nghiêng bên kia nhiều quá. Mình nghĩ là anh đang lấy lại cái rồi đụng vô. Đụng vô đó rồi. Binh biết ngay. Anh cho đụng vô đó để anh lấy cái mũi lên nha. Đó là cái kỹ thuật lấy tàu đó, phải cho đụng nhẹ ăn cái mới được nha. Rồi cũng vẫn là ở trên cây cầu. Đó, giờ cho xà lan đi vô nha. Chiếc này ở Cần Thơ 26. Rồi ok, bây giờ thì đã qua rồi các bạn. Đang nạp hết lái vô ha. Cái mùa này hôm gai thì cái mùa khô rồi, nước không có chảy nữa nha các bạn. Hôm bữa nước nó chảy á, với nước nó dâng lên á thì xà lan đi qua đây là qua lại hay bị cạn lắm, hay bị đụng mui ở trên á. Giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn lúc trước rồi ha. Phía sau thì cũng có một chiếc ghe đang chuẩn bị vô nữa kìa các bạn. Đây cũng là những cái món xà lan siêu to siêu khổng lồ ha. Mấy chiếc này vô đây thì đa số lấy xi măng, lấy đá cát gì đó, mình cũng không rành nữa. Còn cái máy nó nghe phê thì các bạn. Đây chiếc ghe này. Ghe này bằng gỗ ha. Ghe này ở Bến Tre hả ta? Bạc Liêu, Bạc Liêu. Đây các bạn xem cái chiếc này nó đi vô tiếp theo nha các bạn. Ở trong con chiếc đang đi ra nữa kìa. Wow, đi hết cỡ luôn. Đây chiếc ở trong này. À, chiếc sát bên nhà luôn này các bạn. Dạ, cổ nha. Điều gì xảy ra đây? Trời ơi, nguy hiểm vậy. Chết rồi. Ôi ôi, rồi rồi, dữ lắm rồi. Kìa yeah. Rồi cái mũi kìa. Bính lên. Tới mình rồi. Ôi, ghê vậy. Đụng như đây rồi. Chạy, sao không chạy. Ghê, ghê các bạn. Ôi nước bắn kìa. Ôi hai chiếc cứ quất vào luôn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Đây ở sau này các bạn. Che yeah, lại rồi. Quá dữ. Quá khứ rồi, cái mũi trên nó đụng ở phía trên này các bạn. Rồi luôn rồi. Ghê chưa. Hết hồn nước nó đạp rồi các bạn ơi. Cái đít ở phía sau đó này. À không phải đâu, phía trước các bạn có cái sự cố là có mấy chiếc xà lan đang đi qua các bạn. Cho nên là nó không thể nào qua được, chứ không phải là cái mũi trên.
có chiếc xà lan chạy nhặn luôn thấy không? Đây đây, có chiếc xà lan này đây. Đó. Qua một phát một là nguy hiểm liền. Đúng không? Tấp nập xà lan luôn. Đụng cái gì đó nữa. Đây bây giờ xem nha, chiếc xà lan sẽ đi qua này. Quá tầng ha, đẩy hai chiếc nó quất với nhau luôn. Giờ thì đã xong rồi nha các bạn, giờ xà lan lấy lái luôn. Wow. Ghê thiệt. Này công này cũng cứng hết chứ, nếu không cứng là xong rồi. Wow. Quá khứ rồi. Chắc mình nghĩ là Hino các bạn. Trời ông chạy giỏ lắm, chạy kiểu gì vậy ta? Không sợ ông sợ chiếc xà lan hay sao á mà. Đây có chiếc chạy giỏ nữa kìa. Vô lại đó, bây giờ thì đã đi ra ngoài đó an toàn nha các bạn. Nguy hiểm quá cái ngã ba này. Thật sự là đúng là nguy hiểm luôn các bạn. Đây rồi đó, cái mũi nó bê nữa kìa. Cái mũi nó bê, anh đang lấy, ông đó ông đang lấy lái luôn á. Rồi nó còn nẹt nữa các bạn. Đây các bạn cùng xem chiếc xà lan ú nu luôn này. Trước giờ mình cũng mới thấy chiếc xà lan kiểu này luôn á các bạn. Cabin màu hồng. Nhìn nó na ná giống như chiếc ghe vậy ha. Đang quậy cua ha. Nãy hai chiếc kia nó đụng nhau ghê quá. Mấy cái cua này các bạn biết không, nếu mà không có cái quan sát kỹ là hay bị cái tình trạng nó rất là nhiều. Tại công không xử lý kịp. Chiếc này vô thì cũng bình thường thôi, không có gì hấp dẫn đâu ha. Đi chở cái gì mà cái giống thùng mì ở trong đó ta. Ai biết chở gì nhớ bình luận cho anh biết cái nha. An Giang ha, chiếc này. Chiếc này vô thì nó không có hay. Quý dưới đây có gái không? Cái nhất là nhìn ngắm gái với xà lan đó các bạn. Nhìn đẹp lắm. Đó, có bà thím nè. Đây từ ở phía xa thì các bạn có thấy một chiếc xà lan khá là dài luôn nha các bạn. Đang đi vô này. Giờ này thì giờ của xà lan tấp nập luôn ha. Xà này qua đây cũng xịt khối chứ phải đơn giản đâu nha. Mà thấy không? Dài nhường luôn. Rất là dài. Trời, cái đít mũi ông này bà này có bê ra trời. Ghê vậy. Đó không? Chiếc cũng dài kinh khủng chưa. Ồ, cái máy nó nghe nó sướng ghê các bạn. Cung min nó chắc ăn luôn. Kìa. Gầm hú dữ dằn ha. Ồ, mấy cái gà khổng lồ này hôm nay chạy nghe đã tay ghê. Bên đây có chiếc mà hồi nãy xíu không cũng tấp vô lẹ thì xà lan nó sẽ sắn vô liền các bạn. Ghê bên đây nè. Ổn rồi đấy. Đây bây giờ thì chúng ta cùng xem tiếp chiếc xà lan cuối cùng của ngày hôm nay nha các bạn. Đây là buổi chiều ha. Buổi chiều hoàng hôn. Thôi bữa hổm có cuộc đua tàu mà nó buổi chiều bình minh anh em các bạn. Quá trời mắng mình. Nói sầm hết mình bị lộn.
Đây, xem chiếc xà lan chở đá này sẽ chạy qua cua nha. Mấy cái chiếc này ở đây nó chạy nó chở không giống như chạy Vinh đó các bạn. Ở chạy Vinh hồi bữa mình có quay cống ngoài cửa cho các bạn xem á, là nó chở rất là khẩm. Chở lúc luôn tới cái mui ở trên, tới cái chỗ cái trái độn nó nằm nằm như đó. Hôm qua cống thì nó ghê lắm. Đây cũng vẫn là cái tín hiệu quen thuộc của xà lan ha. Qua kè qua bên đây thì chiếc nào cũng phải bóp kèn. Các bạn xem cái tiếng máy nó hụ này. Chiếc này ở Bến Tre nha. Bến Tre. Đó, các bạn thấy chưa? Máy phê đấy. Cảm thấy được cái điều đó. Cũng có xà lan qua. Rồi bây giờ thì xà lan đã qua xong rồi nha các bạn. Nguyên như giống cái núi dưới sông vậy ha. Ở phía sau thì có một chiếc đang đi tới nữa này. Mũi dài nhặn luôn ha. Chỉ có định qua mặt chiếc này hay sao? Chiếc xà lan bên đó định qua mặt các bạn. Không biết có qua mặt được hay không. Rồi chắc cái video mình tạm dừng tại đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.